Chị Dung có lên fanpage á? Đây bây giờ làm gì nữa? Dạ, để em share cho. Chị Dung cũng chú quá. Ủa quên đâu. Chị share cái live stream của em đúng không? Dạ. Đây, chị share đi. Đó. Bấm như chia sẻ phải không? Dạ, bấm như chia sẻ đi. Thôi, thật đấy. Oh my God. Hello mọi người. Xin chào mọi người, Bảo Ngọc đang tại Ai Cập như mọi người đã biết, cùng với chị Dung và một cái danh hiệu mới. Miss Intercontinental 2022 Lê Huyền Bảo Ngọc Việt Nam. Hiện tại thì bây giờ đang là gần 3 giờ sáng tại Ai Cập á, nhưng mà nói chung là vui quá nên vẫn còn xíu sức lực để livestream. Và để coi Khanh có nói gì không, tại Bảo Ngọc bị cận quá, Ngọc không có thấy đường. Cái phương miệng quá trời to luôn. Hello, cảm ơn mọi người đã vào xem nha. Mà Ngọc biết bây giờ là cũng 7 giờ mấy, 45 phút sáng. Trời, có những người mà gọi là thâu đêm với Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cực kỳ cảm ơn. Ủa hôm nay thứ mấy rồi ta? Thứ bảy hả? May quá là hôm nay thứ bảy cho nên là sẽ có nhiều nhiều bạn là được nghỉ học buổi sáng. Dạ. Ôi. Thì như Bảo Ngọc đã, Bảo Ngọc vẫn còn nhớ vào cái ngày mà mình được thông báo đi thi Miss Intercontinental á, rồi sau đó là mình tới cái ngày mà mình trao sát á, thì ngay trên sân khấu mình có nói là xin hứa sẽ quyết tâm hết mình để mang lại vương miện cho Việt Nam. Và ngày hôm nay á, thì giữ lời hứa nha, không có hứa lèo. Và cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì như mình đã nói ngay từ đầu thì mình làm cái gì mình cũng phải là làm hết sức mình á. Với lại thật sự là như những gì mình đã nói trên sân khấu thì với chiếc phương miện này á, mình không bao giờ làm cái việc gì chỉ vì cái đích, chỉ vì cái danh á. Mình muốn làm nó tại vì thật sự là mình muốn sống đúng với lại cái danh hiệu đó, muốn live up to the title Miss Intercontinental of 2022. Và thật sự rất hạnh phúc khi có chị Cindy Obanita, Cinderella, là người mà đầu tiên đội chiếc phương miện này, sau đó đã trao lại cho mình, rất tự hào. Và một điều nữa là đây vương miện này là vương miện mới của phiên bản 50 năm. Chính xác, em tính nói luôn, tại vì thật sự Bảo Ngọc là rất là may mắn bởi vì là mình được sở hữu chiếc vương miện mà kỷ niệm 50 năm, và thật sự nó quá là đẹp và nó quá là lớn. Mình cũng cảm thấy sức nặng, nặng thiệt sự, nó rất nặng. Nhưng mà không sao, con người to lớn này có thể handle được. It's okay. Và cố tình đó là sau khi mà mình chung kết xong thì Bảo Ngọc có đi after party, thì Bảo Ngọc có thay lại bộ Galaxy này để cho hợp với chủ đề và cũng như là hợp với vương miện ngày hôm nay. Thì mình cũng rất là vui. Thật ra là mặc đầm nào cũng hợp đó. Mặc Golden Lotus thì hợp cái sash, mà mặc cái đồ này thì nó hợp cái vương miện nào cũng ok hết. Mà cũng hay á là cái bộ chung kết của em nó tên là Golden Lotus, có nghĩa là sen vàng. Có biết đó. Mọi người có hỏi gì Bảo Ngọc không? Chắc chúc mừng mọi người không? Vui quá, toàn là chúc mừng không à. Mọi người chỉ nhớ giữ sức khỏe tới khi về Việt Nam. Về Việt Nam tất nhiên rồi, về Việt Nam là tôi sẽ đi càng quét phố ẩm thực. Chị Dung cũng thèm đồ ăn Việt Nam không, quá rồi. Bây giờ Bảo Ngọc thành hoa hậu, cái Bảo Ngọc sẽ đòi chị Dung dẫn đi ăn. Ủa chứ không phải Bảo Ngọc lấy tiền thưởng để dắt chị Dung đi ăn hả? Nghèo lắm. Nghèo, chưa biết tiền được thưởng của cuộc trước Bảo Ngọc còn chưa có mời mọi người đi ăn nha Bảo Ngọc. Sang chứng tâm lý. Cảm ơn mọi người đã hóng hớt cùng mình nha. Thật sự là lúc này đây thì cái quá trình mình nỗ lực cố gắng thì đã có thành quả. Và để chia sẻ một xíu về hành trình trước khi mà đến với ngôi vị Miss Intercontinental thì thật sự là, chứ
nhất hành trình đó là mình chuẩn bị rất là kỹ càng, như là mọi người cũng đã thấy trong những tập Rock Tour á. Nhưng mà tuy nhiên là những cái gì mà chia sẻ trên Rock Tour thì nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ chiêu vậy thôi, chứ còn về thật sự là có những ngày mà mình về ekip mà gọi là chỉ ngủ được có 2-3 tiếng đồng hồ, chạy đôn chạy đáo, rồi có những hôm mà tới 12 giờ khuya rồi mình mới đi hoàn thành nghĩa vụ của Á hậu 1 Miss World trước á, thì mình đi xong rồi sau đó mình lại đi tiếp tục để chuẩn bị để làm học tóc, làm hair, rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc thi Miss Intercontinental này. Và nói chung cũng rất là vui khi mà sau hành trình hơn một tháng đăng quang có một xíu thôi mà mình cũng đã có một cái sự nỗ lực để có thể là tiến đến những cái điều mà nó lớn, và mình có thể đi ra được đấu trường quốc tế như thế này. Thật sự là Bảo Ngọc rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Bảo Ngọc, cảm ơn team Bảo Ngọc, cảm ơn các nhà thiết kế, cảm ơn Sen Vàng yêu dấu, cảm ơn người chị kế bên đây là đó không vá từng cái bộ national costume, trời ơi không có chị Dung luôn, chắc em sản quá. Em sản tới đâu em khâu hết cái là em sản luôn á. Hôm đó chị Dung làm thợ may cái nọ cái kia, may mà ban tổ chức họ cũng cho phép giúp đỡ cho cái phần national costume vì họ biết là nó rất là khó khăn. Dạ em cũng có chị lỡ lái vô national costume em nói luôn á, thì cái hôm mà national costume thì thật sự là lúc đó Bảo Ngọc cũng hơi bị hoảng hốt quá, tại vì mình thật ra thì cái lần mình đi thi thì national costume nó cũng được chọn khá là gấp á, và một phần là mình cũng lớn cũng to, cái xong rồi phải fitting lại mà làm lại nhiều thứ lắm, và hơn nữa thì cái quãng đường mình từ Việt Nam sang Ai Cập nó cũng rất là xa xôi, nó chứ không phải là như kiểu đi đến nước bạn đâu, nên là mọi thứ đều phải đóng gói một cách rất là kỹ càng, và hơn nữa cái bộ trang phục nó to vậy á là mình phải chặt ra từng mảnh đúng nghĩa luôn, rồi mình gói nó vào vali, xong cái mình qua đây cái hôm national costume á là Bảo Ngọc á như một cái người thợ sửa ống nước, rồi gáp mấy cái ống lại, xong rồi ngồi mai mà mình thấy vợ lúc đó kiểu bị sang chấn tâm lý á, chờ sợ mình làm không xong, cái hơn lúc đó cái chị Dung bay qua cái gọi cứu bồ liền, cái Ngọc xin phép ban tổ chức là trời ơi bây giờ bộ của em nó gùm gà, nó cầu kỳ quá, cho người nhà em giúp nha. Thì cũng rất là bất ngờ khi ban tổ chức họ cũng rất là hiểu mình á, và họ sẵn sàng là họ nói ok no problem come on, và họ rất là mừng khi mà mình tự chủ động được như thế nữa. Nên là thật sự cảm ơn chị Dung và cảm ơn Miss Intercontinental, I love you so much. Oh yeah, back to the nãy giờ mình đang nói về cái gì ấy nhờ, mình đang nói về hành trình. Mình đang cảm ơn nhà thiết kế đi, trời ơi trời biết cái bộ đầm này cũng hợp quá nè, rồi cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn FC Khủng Long, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và thức cùng Bảo Ngọc. Trời ơi tôi bắt đầu tới cái mood nói rồi, thôi chị Dung cứ làm gì nói đi, để em nói đi, cho để em nói cho trả lời cho mấy anh chị. Dạ thôi để em tự thủ lý. Tới giờ của Bảo Ngọc rồi mọi người ơi. Bảo Ngọc nói gì rồi trải nghiệm sau đăng quang nha, thì cái giây phút mà mình ở trên sân khấu á, thật sự là lúc đó là Bảo Ngọc để Bảo Ngọc chia sẻ á, thì lúc mà hai hôm nay là mình phải chạy sân khấu liên tục và tổng duyệt liên tục luôn á, thì mọi người cũng biết á, cái nắng ai gặp nó rất là dịu. Và tụi mình đi tổng duyệt rồi tụi mình lúc nào cũng chạy sân khấu là ngay cái thời điểm giữa trưa đứng nắng đó đó. Và sân khấu thì ngoài trời mọi người sân khấu ngoài trời. Và thật sự là hôm nay nha, đặc biệt cái nắng hôm nay nó nắng hơn bình thường rất nhiều nha. Và Bảo Ngọc á, Bảo Ngọc ra ngoài, Bảo Ngọc tổng duyệt xong á là Bảo Ngọc đi vô, Bảo Ngọc đen thui luôn á. Bảo Ngọc giật mình luôn, trời ơi ai vậy? Thấy mình đen quá vậy nóng ra. Rồi cháy nắng rồi xong rồi cái nắng nhiều quá, mà cái nắng ở đây á nó là cái nắng hanh mà nắng sa mạc, nó rất là nó thì sao nó rất là độc á. Kiểu đi ra ngoài nó một xíu thôi là mọi người sẽ cảm thấy là sảng tới nơi á. Cái hồi sáng nay, hồi mấy hôm nay tổng duyệt là cái lần đầu tiên mà Bảo Ngọc thấy á là thứ nhất là cái trải nghiệm của mình tại Miss World Việt Nam với Quy Nhơn nó rất là nhẹ nhàng, cái nắng Quy Nhơn nó rất là tha thứ, dung thứ cho mình, còn cái nắng ở đây nó không có dung thứ cho mình. Mình đi vô phòng xong cái lần đầu tiên mà Bảo Ngọc cảm thấy như là Bảo Ngọc đứng trên sân khấu mà không có thở nổi luôn á. Cái còn về phòng thì trời ơi đi ra nắng có từ hồi 9 giờ sáng cho đến gần 3 giờ chiều, đi qua cái khung giờ 12 giờ trưa đi về phòng một cái cảm giác như trời sắp xỉn tới nơi luôn á. Lúc đó Ngọc thật sự là
trời ơi, hay là giờ nằm trong phòng luôn không đi ra nữa. Nhưng mà rồi cái xong rồi lên sân khấu nè, thì tới cái giờ mà diễn show thì trước đó là Bảo Ngọc có ngồi với là chị Mauritius, thì hai tụi mình có Zaki, I love you Zaki, thì hai chị em có ngồi nói chuyện với nhau á, là tự nhiên cái giây phút này thì Mauritius cảm thấy nó thật quá, cảm thấy tự nhiên Mauritius bị sững người á, giống như là trời, cuối cùng mấy tuần rồi mình ở bên Ai Cập thì nó cũng đi đến hồi kết, và nó cũng làm cho Bảo Ngọc nhớ về cái ngày bắt đầu á. Cái ngày bắt đầu thì thật sự là trời, mình chuẩn bị rất nhiều, và cái đêm trước đó mình dường như là không có thời gian để nghỉ ngơi là mấy á, để có thể là chuẩn bị hết đồ đạc đi Ai Cập. Rồi sau khi bước chân đến đây, rồi trải qua những cái ngày ở đây theo một cái lối sống khác, một thời tiết khác, một khung giờ khác, với những con người khác, nó quá nhiều cái sự thay đổi, nhưng mà cũng rất là nhiều cái kỷ niệm. Và Ngọc nhớ những cái đêm mà có những cái đêm mà chị em kiểu mình cứ tưởng đi thi là đấu đá, nhưng mà cũng không hẳn, cũng sẽ có những cái giây phút mà các chị em mà ngồi hội ngộ cạnh tranh một cách tích cực, rất là chân tình đó, cạnh tranh một cách tích cực, không biết có cạnh tranh không, thấy mấy bà này cứ nói chung là bọn Ngọc có một cái hội bọn Ngọc rất là thân á. Và thôi để bọn Ngọc đi theo cái flow hồi nãy tiếp, thì đó thì đang ở khán đài, ở hậu đài xong thì hai chị em mới ngồi tâm sự với nhau á, thì hồi tối hôm qua, có một cái giấc mơ hồi tối hôm qua. Kể về cái giấc mơ đó đi. Hồi tối hôm qua, không biết là Bảo Ngọc do bị nhiễm nắng nhiều quá hay sao, cái tối về Bảo Ngọc mơ, xin lỗi tóc hơi xù mà thôi kệ nha, trở lại. Thì Bảo Ngọc nằm mơ mà kiểu đến, thường là mình mơ là mình quên phải không, nhưng mà cái giấc mơ này Ngọc tới sáng mà vẫn còn nhớ luôn á. Và Bảo Ngọc có đi xuống nhà ăn, Bảo Ngọc gặp chị Dung với lại anh Nam với lại gia đình Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói là tối qua Bảo Ngọc mơ có một cái vía cũng khá là ok, nhưng mà nó chưa được lắm, tại vì hồi tối qua là mình mơ là mình đứng ở trên sân khấu, mình trả lời interview xong, sau đó là mình được gọi tên trở thành first runner up là Á Hậu mùa. Nhưng mà hôm nay hơi mà chậm biếu rồi nè. Bữa này là thiệt không ta? Là còn hơn giấc mơ nữa đó. Rồi, ok thiệt, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đủ 5 ngón tay là thiệt á. Thì ok, to be continued. Ok là thì đó là cái giấc mơ tới hôm qua. Rồi xong rồi kể về cái khoảnh khắc mình bước lên sân khấu đi. Thì trước lúc mà bước lên sân khấu á, thì tự nhiên tôi bị, mỗi lần mà trước cái bước lên sân khấu á, tôi bị tôi mắc khóc á. Cái Bảo Ngọc đứng, Bảo Ngọc nhìn qua chị camera là An Nang ra, là Bảo Ngọc rất là thân á, tự nhiên nhìn chị xong cái trời ơi, cái buồn á, khóc á, cần kiểu sắp hết rồi. Khóc chữ, xong mấy bà xung quanh nói mày đừng khóc nữa, mày khóc hồi tụi tao khóc bây giờ rồi, hồi ai cũng khóc rồi, mày làm hồi là nguyên khán đài này khóc hết á, ngục lục hết trên chỗ này. Cái Bảo Ngọc cũng nín lên xíu, cái xong lên sân khấu diễn, rồi cái gọi lên top 20. Thì nói chung mà có mình thì mình cũng vui rồi đó, mình cũng đỡ sợ, nhưng mà lúc đó thì những người chị em thân của mình á, không phải ai cũng make it to the top 20, không phải ai cũng được vào top 20. Cái lúc đó là tôi kiểu quặn thắt con tim. Em kiểu quặn thắt con tim. Vậy chẳng lẽ muốn top 71 hoài? Top 71 không chịu không? Rồi. Rồi xong cái Bảo Ngọc đi xuống thôi, thế Bảo Ngọc khóc tiếp nữa, cái tụi nó nói sao mày khóc hoài vậy con. Rồi thật sự rất là đau lòng, trời ơi, tại vì mình biết là các chị em mình á là toàn là những người mà cũng giống như mình, dốc hết tâm sức bỏ ra mà cái giấc mơ của người ta không có thành sự thật, mình buồn quá. Rồi. Chỉ có giấc mơ của mình thành sự thật thôi. Dạ, giấc mơ của em còn hơn cái sự thật. Nhưng mà thôi, trở lại vấn đề, cái xong cái mình ra, mình diễn bla 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 bla. Thì nói chung là Bảo Ngọc rất là vui khi được lên sân khấu diễn, rồi nhìn thấy các chị em ai cũng tỏa sáng. Thì tất nhiên đó là Bảo Ngọc cũng thấy hôm nay là mình rất là thoải mái, mặc dù có thể mình không phải là người diễn đẹp nhất đâu, nhưng mà mình đã rất thoải mái trên sân khấu và mình rất là enjoy cái moment này. I love it. Đó, yeah. Và rồi á thì khi mà tâm công bố top 5 rồi top 6 á, thì lúc đó là mình cũng hơi bị trời, mình run lúc mà đứng trên top 20 chuẩn bị công bố top 5 á, là tôi em kiểu giống như là sao ta, là Bảo Ngọc phải nhìn qua bạn kế bên đó là sao thằng mày nắm tay tao cái đi, tao muốn xỉu tao rồi. Cái xong mấy bả cũng nói động viên em, cái nói Bảo Ngọc là you gonna make it, bạn sẽ làm được. Rồi vừa nói xong rồi mời kéo MC đọc tên, nói là và cô gái cuối cùng lọt vào top 5 và trở thành Miss Intercontinental of Asia and Oceania. We call her the tallest woman in the competition. Welcome Miss Vietnam. Chào mừng cô gái cao nhất của cuộc thi đến với top 5. Là lúc mà mình biết rồi,
Không còn ai ngoài ngoài mình á. Bye bye, mình vô top 5 đi. Đi vô thì top 5 thì lúc đó là kiểu như cái khoảnh khắc mà vào top 5 á, nó là bao nhiêu cái nỗi sợ hãi, cái rung bần bật của mình lúc hồi nãy nó bay hết trơn. Và lúc này ở trong top 5 thì mình biết là thế nào mình cũng có giải rồi. Và mình biết là cái điều mà mình còn lại là phải làm sao dốc hết mình, máu chiến, bỏ hết tâm huyết, bỏ hết tâm sức, bỏ hết tấm lòng của mình để thật sự là có thể làm được cái thực hiện cái lời hứa của mình như hồi nãy. Như ở Việt Nam, lời hứa to become an ambassador of Miss Intercontinental 2022 and I will do anything in my power to bring and elaborate on, trời tôi còn nhớ gì tôi nói luôn á, to bring and elaborate the message of power of beauty. Hey, oh, by the way, congratulations to the power of beauty. Chúc mừng chị power of beauty Miss Venezuela. Venezuela ơi, chị ơi, thực sự là có một cái điểm mà em rất là thích chị Venezuela là tóc quá đẹp luôn. Tóc quá đẹp, quá đen, quá dày, quá mượt. Love, I love you, love everyone. À, mọi người có nhìn thấy cái gì đây không nè? Ơi, đừng tưởng nha, đừng thấy phòng bắt gặp nó vừa nha. Ngọc có thấy lá cờ, mọi người có thấy lá cờ không? Là hôm trước chị Dung đến có vô đây và Bảo Ngọc nói là Bảo Ngọc treo cái lá cờ ở đây để mỗi ngày nhắc mình phải nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực. Cố tình treo ở đó đó. Hồi trước đó là em live, Bảo Ngọc livestream xong mới hỏi fan Bảo Ngọc chứ là bây giờ treo lá cờ ở đâu đây, tại Bảo Ngọc có nhìn thấy lá cờ này mỗi ngày và Bảo Ngọc đã chọn ở một cái chỗ treo rất là hợp lý, sáng nào ngồi dậy cũng thấy cái lá cờ nó ở trong gương hết, không lọt đi đâu được. À còn một khoảnh khắc ở trên sân khấu nữa mà mình rất là vui luôn á, là khi mà mình đứng ở trên top 5 và mọi người công bố giải phụ thì có một giải là Miss trời ơi cho thời tôi quên như từng lát. À nói chung nó giống như là giải người đẹp thân thiện á, và gọi như là gọi tên Cameroon Enanganolo là Bảo Ngọc trời ơi vui muốn xỉu, vui vui mà không kìm nén được luôn và cờ giật. Nhưng mà thật sự rất là vui, bởi vì mình biết là anh nghe nó rất là nỗ lực và I love you girl, love Cameroon, I love you so much, you know. Cho nên là khi mà thật sự là Cameroon là một người mà Bảo Ngọc cảm thấy rất là thương á, tại vì lúc mà chị cũng mang có một cái nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người á, cho nên là khi mà chị được cái giải đó, mặc dù chị ơi chị không có vô top 20 á, nhưng mà mình cực kỳ vui luôn, vui kinh khủng khiếp. Love you, love everyone, I love my sister, love you Enanga, love you Yolanda, love you Anna, I love you Courtney, thank you for being my roommate, I love, oh I love Michelle, Yulene, oh, I'm gonna miss all of you guys. Tối nào là tụi mình mấy gần đây á, là kiểu như càng về cuối các chị em trong cái mình ở trong khách sạn thì có một cái dãy, Bảo Ngọc đang ở một cái dãy mà mình hay gọi vui là cái dãy quận 5. Có cái dãy quận 5 chứ, dãy quận 5 nữa chứ. Cái dãy quận 5 là cái dãy mà bao gồm những thành viên rất là nhiều chuyện. Cái tối nào tụi mình, ví dụ tụi mình một ngày xong đi, tụi mình sẽ tập trung về phòng Bảo Ngọc, bắt đầu ngồi họp hội bàn tròn ở trong đây. nói chuyện nói từ lưa tà la, báo cáo tình hình này nọ lọ chai, rồi xong cái Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cứ ngồi nghe, xong rồi cái lôi cái vali đồ ăn của mình từ đem từ Việt Nam qua kêu bả thử, cái xong rồi bả ăn mì gói nhiều bạn chê đúng không, trời mấy bả chê khôn mực, mấy bả ăn khôn mực không kiểu ok next. Mấy cô bên này nói Bảo Ngọc là Miss Doraemon phải không? Trong cái túi có quá nhiều thứ, ekip mình chuẩn bị quá nhiều thứ cho nên là cái gì cũng có, rồi Miss Pharmacy nữa. Để em giải thích cái danh hiệu này, tại vì lúc đầu khi mà em gặp mấy bạn á, thật ra là trước khi mà Bảo Ngọc đến đây á, tại Bảo Ngọc cũng đã từng đi thi trong nước á, thì Bảo Ngọc cũng biết cái cảm giác của, thứ nhất là của một người newbie á, nếu mà có một bạn newbie nào đó ở đây á, thì đôi khi các bạn ấy sẽ không phải là có thể chuẩn bị được tự chuẩn bị được tốt nhất cho mình. Cái thứ hai nữa là mình biết cảm giác cũng, nói chung là đến với cuộc thi á, thì mình thấy là mình có cái sự hỗ trợ hậu thuẫn rất là lớn từ ekip và cũng như là từ các nhà tài trợ, nhưng mà Bảo Ngọc biết rằng á, là sẽ không phải là những cô gái nào, không phải ở đất nước nào họ cũng có cái điều kiện để họ có thể là đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho những cái
cuộc thi như thế. Cho nên là phần nào đó thì trong lúc mà mình đóng gói đồ thì mình cũng có cái tâm thế là đóng gói dư á. Rất là xin lỗi ekip vì đã làm khó công việc của mọi người, nhưng mà thật sự là Bảo Ngọc muốn đóng gói dư một xíu để có thể là đem qua đây, nếu mà ai cần hỗ trợ thì lúc nào Bảo Ngọc cũng có thể có cái gì đó cho họ. Và thật sự ra qua đây á thì có những cô gái mà Ngọc thấy là rất là gọi là đáng thương cũng không đến nổi, nói chung là cũng thương lắm. Tại vì các cô thì đến từ những đất nước mà họ cũng hơi khó khăn, mà họ không có phải là quan tâm quá nhiều đến các chương trình hoa hậu á, cho nên là không có được cái sự chuẩn bị kỹ càng và chỉnh chu giống như mình. Và một số người nữa thì họ đi cũng vội, cái họ cứ thiếu này thiếu kia. Và một số bạn thì bị chấn thương rồi không có thuốc, rồi đau chân, đau vai, rồi giày bị gãy, bị mất, bị sứt dây. Thì Bảo Ngọc cũng chậm biết là mình cũng có. Rồi có những bạn mà đến đây nhưng mà các bạn, mọi người cũng biết nhiều quần áo để cho các đêm tiệc khác nhau, có chủ đề khác nhau á. Nhưng có những bạn thì các bạn ấy không có cái điều kiện, mà cũng như là không có cái, không biết, nói chung là về ở đất nước các bạn á thì các bạn không có biết trước về những cái vấn đề này, cho nên là không có đồ để mặc nữa. Thì cũng chậm vía do mình mang nhiều đồ như thế, cho nên là mình cũng có thể hỗ trợ được các bạn phần nào á. Cho nên là các bạn cứ hay đùa là cần gì cứ lại kiếm nói, với lại lúc nào mình đi ra ngoài mình cũng đem sách cái giỏ của chị Dung, xong cái mình bỏ đủ thứ, giỏ mình bỏ thuốc, mình bỏ vào đó, bỏ đồ mấy cái, mình bỏ khô mực, mình bỏ đồ ăn, mình bỏ tùm lum la. Cái túi của chị có vẻ hên ha, mai mốt đứa nào đi thi nhớ cầm theo cái túi đồ cái túi đưa Doraemon nha, áp dụng chiến thuật có bỏ mặt rồi sẽ thắng nha, giỡn á. Không, chị đưa cái túi ở sân bay còn nói thôi, cái túi kia em xài được rồi, qua đây chị thấy cái túi nó triểu nặng luôn á. Nó triểu nặng luôn. Cái điều nó muốn đứt quai luôn. Cái túi của chị Dung á, nó sắp về cái cõi nào rồi. Bảo Ngọc sách nó đi thấp mọi nơi luôn, đi safari Bảo Ngọc cũng sách theo nè, đựng khăn gần nữa nè. Cái đi safari còn đi chạy xe máy mà có xách cái túi theo luôn á, cái xong cái không biết là có cái túi chất đầy cát quá, cái đi ra biển mà có xách túi theo nữa, đi đâu có xách nữa. Rồi cái trong túi thì đủ thứ đồ đó, cái xong bà nào cần cái mình cứ đưa. Rồi cái riết rồi cái mọi người cứ nói là trời, mỗi lần người ta hỏi cái gì á là nó có hết rồi, nó cứ lấy đồ trong cái túi, nó giống như là Doraemon vậy, cái nó mới gọi mình là Miss Doraemon. Rồi xong cái nó gọi mình là Miss Phạt Ma City. Gọi mình là cái quầy, cái hiệu thuốc đúng nghĩa luôn á. Nhưng mà thật sự Bảo Ngọc rất là vui khi mà mình có thể giúp đỡ được một xíu cho các chị em ở đây, để các chị em có một cái khoảng thời gian mà nó đỡ khó khăn, nó đỡ nhọc nhằn hơn ở đây. Tại vì thật sự là vừa qua thì cũng có nhiều cái, nói chung là cái trải nghiệm ở đây á thì có vui, có thăng, có trầm. Nói chung là mọi người ai cũng cố gắng hết mình rồi, cho nên là mình phụ giúp được một phần gì là mình cũng thấy rất là trọn vẹn, rất hạnh phúc. Rồi để Bảo Ngọc đọc comment. Trời, nó mà muốn tắt thở luôn. Trời, tôi như đó, Bảo Ngọc bảo là mọi người biết không, là Bảo Ngọc bị một cái tật á là cứ tới khuya á, đặc biệt là tới khuya như là Bảo Ngọc bị mắc nói á. Tự bác ngày không có nói, nhưng mà tới buổi tối có nói như một cái máy vậy á, mà mắc cười lắm, kiểu giống như bạn bè. Bảo Ngọc nói trời thôi tha cho tôi ngủ đi bà ơi, cứ tự nhiên tới tối có mày nói hoài, không phải nào giúp cái câu chuyện được, cái tao đi ngủ. Ok, để Bảo Ngọc đọc nha. Thích câu trả lời của Bảo Ngọc lắm, rất hay và tự tin, phát âm cũng rất chuẩn thở. Yeah. Mà mọi người có thấy Bảo Ngọc có kỹ xảo gì không mọi người? Chị Dung phát hiện ra nè nha. Trời, là mấy cô kia là bốc câu hỏi phải không? Xong rồi đưa liền cho bạn MC để đọc. Bảo Ngọc nhà mình là rất là từ từ và mắt liếc gian lắm nha. Mắt liếc vô câu hỏi, lật ra liếc vô là hết mấy chục giây, từ từ đưa cho ông MC là đã đọc xong rồi. Bạn MC đọc xong, từ từ đưa bó hoa cho bạn MC, và nói chung là rất là điệu đàng. Khúc đó chắc lúc đó đang manh nha nghĩ trong đầu như nào đúng không, và tỏ ra rất là duyên dáng đồ này kia các kiểu, nhưng mà để kiếm về thời gian hữu hực câu dở mọi người. Thật ra thì gọi là sao ta, tại Bảo Ngọc á thì thứ nhất á là mình cảm thấy là mình có được cái sự kiểm soát ở trên sân khấu, và mình giữ được cái bình tĩnh á, thì mình cũng biết á là trong cái khoảng thời gian này, nếu mà mình có take time, mình có dành thời gian một xíu để mình điềm tĩnh lại và mình lấy cái thời gian đó để mình suy nghĩ, thì thật ra và sau đó mình nói cái câu trả lời á thì mọi người ở dưới vẫn sẽ đợi và vẫn sẽ thấu hiểu cho mình thôi. Cho nên là Bảo Ngọc cũng
làm như thế như mọi người thấy đó. Thì lúc mà mình nhận được câu hỏi thì mình cũng nhìn sơ qua rồi mình nghĩ trong đầu, xong rồi mình đưa cái bó hoa cho anh MC, đùa vui một xíu để lấy tinh thần cho thoải mái vậy đó. Với lại đưa cái bó hoa cho anh MC để mình có thể là thoải mái thể hiện và thoải mái express myself hơn nữa. Cho nên là Bảo Ngọc cứ đưa, rồi sau đó Bảo Ngọc suy nghĩ, Bảo Ngọc cảm thấy Bảo Ngọc đủ điềm tĩnh rồi Bảo Ngọc mới nói. Thì cái đó là cái cách mà Bảo Ngọc xử lý các tình huống ở trên đó thôi, chứ kỳ xảo gì đâu trời ơi, manh nhé đâu trời ơi, ai cũng làm mà. Đâu mấy cô kia đâu có làm gì. Ở gì hả? Có mình Bảo Ngọc làm thôi. Có mình Bảo Ngọc câu giờ hết chết rồi. Không sao, câu giờ sẽ thắng. Không, nhưng mà câu giờ rất là duyên dáng. Dạ. Và người ta không có nhận ra, chắc có mình chị Dung nhận ra. Có mình chị Dung để ý à. Thì chị Dung biết biết em. Này mấy con nha. Ngọc có chuyện gì vui hay là có chuyện gì buồn những ngày qua kể cho fan nghe đi nè. Đợi xíu khoai phương miệng. Theo yêu cầu. À, rất là tự hào khi mà được mang chiếc phương miệng của Miss Intercontinental và thực hiện nghĩa vụ của Power of Beauty. Bởi vì đây là kỷ niệm 50 năm nên là chiếc vương miện có khác. Và thật sự là Miss Intercontinental luôn làm mình bất ngờ vào phút cuối. Tại vì không ai nói mình đó là sẽ có một cái vương miện mới cả. Và khi mà mình nhìn thấy vương miện này á, lần đầu tiên là ở dưới backstage. Với lại khi mà Cindy á, đang ngồi trên đó và cố gắng đội cái vương miện này lên để thực hiện cái màn mà cho vương miện á, thì Bảo Ngọc có lại, Bảo Ngọc có thấy cái vương miện này, Bảo Ngọc mới hỏi là ủa cái vương miện này có phải là vương miện mới không? Thì chị Cindy nói yes, đây là vương miện của năm nay. Và Bảo Ngọc cũng nói là vương miện rất là hợp với bộ đầm của Cindy. Và để Bảo Ngọc giúp Cindy gài lên ha, thì Bảo Ngọc có lại chỗ Cindy và giúp Cindy đội vương miện lên á. Rồi chỉ để vài phút sau, vài chục phút sau thì Cindy lại là người gỡ chiếc vương miện đó xuống và đội lại cho mình. Ủa là lúc đó là lúc nào? Dạ lúc mà em ở trong khán đài, ở trong hậu đài, dạ trong backstage đó là Cindy đội vương miện lên nè. Cũng có biết. Rồi, ok. Cindy có nói là hồi đó lúc mà Cindy sang Việt Nam á, Cindy có nói là chừng nào Cindy sẽ được quay lại, vì Cindy cũng rất là yêu mến Việt Nam. Thì chị Dung nói là chừng nào Bảo Ngọc được đăng quang đó là sẽ mời Cindy quay lại. Mình nghĩ là nói chơi, lúc đó thật sự là nói chơi cho vui, rồi nói để lấy lòng này kia. Nhưng mà đến lúc mà hôm nay Cindy có nhắc lại, lúc mà xong rồi chị đi tìm mọi người đi để cảm ơn này kia, ban giám khảo rồi coi có gặp ai cảm ơn nấy, vì trong bấn loạn lúc đó trong thì Cindy nói là có nhớ là chị Dung có nhớ là chị Dung đã nói cái gì hay không, đó là nếu Bảo Ngọc đăng quang là sẽ cho Cindy quay lại Việt Nam. Và lúc đó chị Dung nói vậy xong, các em cũng lúc mà Ngọc đang ở after party á, cùng với là tất cả ban tổ chức và cũng như là có Cindy Benita, người chị yêu dấu của mình ở đó, thì mình có lại nói với Cindy là Cindy ơi, lần này là Cindy lại phải về Việt Nam nữa rồi. Và Cindy nói là yes, I would love to come and also we're gonna go to eat. Yes. Thì Bảo Ngọc và Cindy á, thì ngay từ lần đầu tiên đã kết nối trong cùng một chủ đề, đó chính là thông qua ẩm thực. Thì cả Bảo Ngọc và Cindy đều rất là thích thưởng thức các nói chung là rất là thích đồ ăn, rất là thích ăn uống. Cho nên là khi này mà trở lại Việt Nam thì chắc chắn là sẽ dẫn Cindy một chuyến food tour cho đáng đời luôn. Tại vì cảm ơn Cindy và Bảo Ngọc cũng thèm đồ ăn Việt Nam lắm rồi luôn á. Oh look at this. Đây, mọi người có thể đây, Bảo Ngọc chưa có được cái thời gian để ngắm chiếc vương miện này á, cho nên là để xem. Tại vì điều đầu tiên mà Bảo Ngọc để ý ở chiếc vương miện á thì chính là ngay đây thì có năm ngôi sao tượng trưng cho năm châu lục. À, đây. Dạ. À, có cái logo của họ đây. Logo của Miss Intercontinental. Thật sự logo của Miss Intercontinental là một trong những cái logo mà mình thích nhất trong những cuộc thi sắc đẹp. Tại vì nó đại diện cho cái sự mà giao thoa giữa cái nền văn hóa, và cũng như là đại diện cho cultural integration and intercontinental, đúng với lại cái tên của tổ chức là Miss Intercontinental. Tóc xù luôn. Cảm ơn chị Dung. Và đây, để Bảo Ngọc coi Bảo Ngọc còn hiểu được cái gì ở đây không. Một
2, 3, 4, 5. Và đồng thời thì những cái mảnh lớn này cũng là 5 mảnh. 1, 2, 3, 4, 5 cũng tượng trưng cho các châu lục. À, đẹp quá ha. Và 5 châu lục và một cái logo ở giữa tượng trưng cho sự giao thoa. Và có điều một điều mà Ngọc rất là thích ở cuộc thi đó chính là cái việc mà họ theo đuổi cái tên Miss Intercontinental thì nó là liên lục địa. Thì thật sự là đây là một trong những cái dịp mà mình rất là vui khi mà tại vì nói sao ta, đây là lần đầu tiên mà Bảo Ngọc được đi nước ngoài, chưa bao giờ Bảo Ngọc đi nước ngoài hết á. Mặc dù là Bảo Ngọc đi nước ngoài cái làm chuyện lớn luôn, quậy đụng nước ở nước ngoài luôn. Bảo Ngọc thì đó giờ chỉ đi du lịch nhiều, nhưng đi du lịch đi Phật nhiều nhưng mà chỉ đi trong nước thôi. Thì mình đi mình cũng muốn biết đất nước mình á, nhưng mà mình cũng muốn biết đất nước người ta như thế nào á. Và mình rất là khi mà Ngọc học ở trường quốc tế thì có một điều mà Bảo Ngọc rất là thích làm đó chính là kiểu như là làm đại sứ cho trường á, và đi dẫn đoàn các đoàn quốc tế đón các bạn quốc tế về trường. Thì hồi đó Bảo Ngọc có dẫn hai đoàn, đó chính là đoàn Miami ở Mỹ và đoàn Ibaraki là ở Nhật á. Thì mình rất là thích cái công việc mà trở thành những cái người đại sứ để có thể là giới thiệu về đất nước của mình và dẫn các bạn bè của mình đi đây đó. Thì đến với Miss Intercontinental là lần đầu tiên mà Bảo Ngọc được bước chân ra ngoài thế giới ngoài kia, và lại ở một cái nơi rất là độc đáo, rất là đặc biệt, đó chính là Ai Cập nữa. Và một điều mà Bảo Ngọc thật sự rất là trân trọng ở đây là cảm ơn Miss Intercontinental vì đã cho Bảo Ngọc có dịp được kết bạn với 70 cô gái, hơn 70 cô gái đến từ hơn 70 đất nước. Bởi vì điều này có nghĩa là khi nào mà bất cứ đất nước mà Bảo Ngọc bất cứ đất nước nào mà Bảo Ngọc đi á thì Bảo Ngọc cũng sẽ có ai đó chào đón mình ở đó. Thì thật sự là Bảo Ngọc rất là biết ơn. Thì khi mà nhìn lại chiếc vương miện này á thì Bảo Ngọc lại thấy á nó rất là ý nghĩa, và đúng là như cái tên của Miss Continental là một cái nơi mà tất cả các châu lục sẽ hội ngộ, the reunion of continents. I love that. Và Bảo Ngọc sẽ tâm tư nhiều hơn về những sứ mệnh, những cái ý nghĩa mà Bảo Ngọc muốn đem đến, những cái giá trị mà muốn đem đến cho Miss Continental. Và mình hy vọng là mình có thể làm thật là tốt điều đó ở Việt Nam. Ok, để mình coi cho comment quá nhiều, cho phép cầm xíu nhớ nặng đầu, rất là nặng luôn á. Bảo Ngọc có mệt không? Mới đăng quang mà giờ con livestream. À, em có ăn uống gì chứ? À, thì mệt thì tất nhiên là rất mệt rồi, tại vì hành trình bữa giờ thì cũng khá là cực á. Với lại cái nắng, cái thời tiết ở đây nó không có dung thứ cho ai cả. Nhưng mà mình tự thấy là mình được cái vương miện này là một điều cực kỳ may mắn rồi. Và thật sự là lúc này thì cái niềm vui nó lấn át bao nhiêu cơn đau, rồi nó lấn át tất cả mọi thứ á. Mọi người cũng biết là Bảo Ngọc có bị chấn thương vài chỗ. Nhưng mà cũng chả có gì á, lên sân khấu là tan biến hết, nhận được cái vương miện này có những không sao, không còn gì nữa hết. Không sao hết. Rồi, coi nha, ăn uống rồi nha mọi người. Bảo Ngọc đã ăn mì Ý và nửa chiếc hamburger của chị Dung. À. Bao giờ có sự kiện đó Ngọc về Việt Nam? Thật ra về Việt Nam thì Bảo Ngọc có nói chuyện với chị Dung á, thì một trong những điều mà mình muốn làm đầu tiên ở Việt Nam nó không phải là homecoming hay là một cái gì hoành tráng cả. Bảo Ngọc muốn khi về Việt Nam thì mình tạm gác lại và tạm đặt lại chiếc vương miện này, bởi vì là mình muốn là một người mà có thể đích thân về, nói chung là mình đã mang trong mình một trọng trách rồi, mình muốn sống đúng với nó. Thì về Việt Nam á là điều đầu tiên mà Bảo Ngọc muốn làm á sẽ là đi thiện nguyện ở miền Trung. Mình biết là một cánh tay của mình nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cùng nhau thì chúng ta sẽ tạo lên một mùa xuân. Và đồng thời nữa thì trong cái lúc mà Bảo Ngọc ở đây á thì rất là chạnh lòng và rất là đau lòng khi mà nhìn thấy ở cái nơi mà mình đang ở thì nắng chan hòa, lúc nào cũng thời tiết rất là đẹp, nhưng mà ở cái nơi mà mình được sinh ra thì đang phải trải qua những cơn đau như thế. Thật sự là Bảo Ngọc không có nỡ, cho nên là đợt này về thì chắc chắn là giống hết sức mình đó, chuẩn bị thấy một Bảo Ngọc lấm lem lội lục, nhưng mà cũng không có sao hết á. Chân Ngọc còn đau không? Chân Ngọc thì đau thì còn, nhưng mà móng chân thì mất tiêu rồi. Congratulations, thank you so much to us. Em mang Vinh Quang.
Ngọc có biết hát không? Bữa giờ có qua có hát được tiếng Ai Cập không? Không có qua, không có hát được tiếng Ai Cập nha. Nhưng mà em rất là thân với lại chị Miss Continental của Ai Cập là chị Mora. Love you Mora. Rồi có nói được câu nào tiếng Có, Ai Cập em không? Có hỏi chị Mora. Và câu thứ nhất là cách giới thiệu bản thân thì để nói chuyện trong anh để trong Ai Cập thí dụ muốn xin chào thì chúng ta sẽ là Salam Aleikum, và sau đó thì thí dụ giới thiệu tên thì sẽ là Ismi chết rồi, học sinh dở rồi, Ismi Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam, Miss Intercontinental, và Ngọc biết là Habibi nghĩa là em yêu Habibi, còn Habibi Hazin nghĩa là my love is sad, em yêu của tôi bị buồn, Habibi Hazin, không biết học nó lâu ra luôn á. Rồi cái câu mà bọn Ngọc thường hay dùng nhất chính là Shukran, đó chính là khi mà mình đi bất kỳ ở đâu ở trong đây mà khi mình gặp người Ai Cập á và gặp những cái người nhân viên ở đây á thì bọn Ngọc luôn nói là Shukran, có nghĩa là cảm ơn, và rồi họ sẽ nói là Akwan nghĩa là không có gì. Thì bọn Ngọc biết rồi, bọn Ngọc phát âm cũng chắc không đúng đâu nhưng mà thôi kệ nha. Một số cái ngôn ngữ khác bọn Ngọc còn học được nữa, chẳng hạn như là tiếng Bangladesh thì bọn Ngọc có biết được cái câu là chết rồi nhưng quên chưa chừng kia chết. Tưởng đừng nói tiếng Bangladesh là tiếng chết rồi. Không phải nhưng mà Ami Tomake Palobashi nghĩa là tôi yêu bạn. Trời ơi, tôi yêu bạn mà dài vậy luôn hả? Hình như là vậy á chị. Rồi chị Nghi chắc em nói dư hay gì chứ không biết đâu. Tiếng ở trên thế giới Tomake, I love you, anh yêu em, hay là jet em, hay là ngộ ái nỉ có ba chữ rồi tự nhiên cái tiếng gì mà nó dài vậy sao vậy? Không có đâu, không có bị em mà. Ami Miss Intercontinental Palawashi, tôi yêu Miss Intercontinental. Ami Việt Nam Palawashi, tôi yêu Việt Nam. Và rồi tiếng là tiếng Bangladesh, cảm ơn Zabiba đã dạy cho bọn học nha, love you, cô gái 18 tuổi lúc nào cũng hồn nhiên, cũng vui tươi, yêu. Và rồi tiếng Tây Ban Nha hả, học được vài câu, tại vì chị bạn của mình, một trong những người bạn khá là thân của mình và cũng cao gần bằng mình là Luna, là Michelle Luna, thì là Miss Intercontinental của Mexico, I love you so much, và mình cũng bắt được vài tiếng Tây Ban Nha từ đó, chẳng hạn như Gracias, yeah, cũng biết rồi. Buenos dias, chào buổi sáng. Rồi còn gì nữa ta? Ta. Combo, không cái đó tiếng Pháp rồi, chết rồi, bị loạn ngôn ngữ. Bây giờ là Ngọc còn cái phỏng vấn cho VTV24 chuyển động 24 giờ nè. Nên là thôi chắc Ngọc chào fan này kia đi rồi mình tạm biệt, mình sẽ hẹn ngày mai hoặc là ngày mình về Việt Nam mình giao lưu trực tiếp với fan ha. Dạ, để em kết cho, em kết show. Thì trước khi mà Bảo Ngọc kết show á, thì Bảo Ngọc muốn cái sát này, thật ra là trong hai sát này thì đây cũng là một trong những cái sát mà Ngọc rất là tự hào bởi vì nó là Miss Intercontinental of Asia and Oceania. Nhận được cái sát này là mình đã kiểu rồi sau khi mà mình làm Miss Intercontinental thôi nó lại trời ơi, gì vậy trời, không có tin được luôn á, nhưng mà em bé cũng là mày đi gom sát nữa rồi, I love you. À mà Miss Intercontinental thật là rộng rãi khi mà cho mình có cơ hội được đội tới hai cái vương miện lận và được hai cái sát nữa. Ngọc rất là cảm ơn, và cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các quý ban giám khảo đã tin tưởng ở em, cảm ơn Power Beauty, I love you so much. Và bây giờ thôi, để kết show thì Bảo Ngọc đi chị Dung ngồi lại cùng với hai cái sát này, có ai chụp hình thì chụp đi nha, tranh thủ đi nha. Còn cái sát Việt Nam nãy chị đeo đâu rồi ta? Dạ à, không chị biết. Để ở phòng không sao, không sao khi Bảo Ngọc đeo hai cái sát này thì còn cái sát Việt Nam chị nói để chị đeo, chị đi vòng vòng, thế là người ta nói ủa thí sao kia kia thí sinh ở Việt Nam rồi giờ có Việt Nam đeo cái sát này nữa, mắc cười vậy sao. Rồi kết show rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã thức sớm để xem Bảo Ngọc livestream. Bây giờ bên này là 3:30 sáng, chắc là Bảo Ngọc cũng rất là mệt. Bảo Ngọc còn mì gói không? Mì gói bánh tráng trộn, bánh tét thì ăn được đòn, mấy đồng thì hơi buồn quá. Thôi chút nữa ăn mì gói đỡ ha. Dạ không sao hết, trời giờ ăn gì cũng được á. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn cảm gặp ơn lại mọi người nha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Bảo Ngọc, và đặc biệt là FC Khủng Long, các anh chị, các người theo dõi, cảm ơn hoài chứ không hết show được quá, nhưng mà cực
kỳ cảm ơn luôn. Và thôi mọi người, chúc mọi người có một ngày thứ bảy vui vẻ và cũng như là một cuối tuần thật là sung, thật là ấm áp. Và Bảo Ngọc hứa là mọi người sẽ về Việt Nam sớm thôi để cùng với tất cả mọi người ở Việt Nam nha. Love. Hi. Bye bye rồi, kết thúc. Không phải kết giùm, nó hơi quê. Bye bye.